Xin chào toàn thể các quý vị và các bạn Hôm nay là ngày 19 tháng 5 năm 2024 cửa hàng lụt máy cơ chúng em lại xin lên sóng và giới thiệu cho anh em Một lô máy cơ xích hàng Nhật Bãi nội địa anh em nha Và đánh dấu ký tự lô ngày hôm nay là lô chữ A A1, A2, A3, A4 cho tới A9 anh em nhé Đấy và hôm nay là toàn hàng những cái hàng máy hàng VIP, hàng sưu tầm cho anh em Và bên cửa hàng chúng em thì không bắt anh em phải cọc trước Và anh em uh, ưng ngon nào ấy, thì anh em hãy tua đi tới lại xem kỹ video anh em cảm thấy thật sự ưng ý con nào rồi hay thì hãy liên hệ cho cả chúng em và đọc cho em cái mã nhá đấy đọc cái mã này này đấy tránh tình trạng anh em để đọc tên máy mà cả chúng em thì nó rất là nhiều máy nó mẫu mã nó chung chung thì cả chúng em không biết được đấy thì anh em chỉ cần đọc cái mã như thế nhá ví dụ anh muốn mua con A1, A2, A3 thì là được đấy và để lại cho em thông tin địa chỉ số điện thoại thì cả chúng em sẽ ship tận nhà anh em ở đâu cả hàng chúng em có thể ship được hết toàn quốc trong lãnh thổ Việt Nam luôn rồi đầu tiên là con A1 đấy A1 anh em nhá. Còn A1 là một con máy cưa xích Nakata. Đấy, con này thì giá 1 6 triệu 6 cho anh em này. Nếu mà anh em nào mà nhu cầu về sử dụng ít thì lấy con này khá là hợp lý anh em nhá. Đấy, linh kiện thay thế dễ dàng và phụ tùng rất là nhiều cho anh em luôn. Con này thì nó là hàng uh, uh, Nakata này đây anh em. Đấy, làm con này thì nó là dài 55 cm, phần mặt cắt còn lại là 50 anh em nhá. Bán thanh lý cho anh em giá cực kỳ rẻ luôn anh em ạ. Đó, con này sử dụng hai ốc chân lam bạn trực tiếp vào khóa 13 này. Xích là xích 34 mát nha Có hệ thống thắng xích, khóa xích sử dụng đầy đủ Con này thì công suất là 52cc Anh em là về sử dụng gia đình Nói chung là dùng ít Thì anh em lấy con này thì nó Vừa phải túi tiền cho anh em Hoặc là anh em là kinh phí hạn hẹp Mà cần một chiếc máy cơ xích nó to to một tí xíu Để cần đi kiếm cơm đồ linh tinh nhá Thì con này cũng khá là hợp lý luôn nha <laughs> Đó. đặc biệt ý, cái con này thì nó được tích kết hợp chụp giật trợ lực này chụp giật trợ lực nên là anh em kéo anh em không cần phải dùng sức anh em chỉ kéo lên tay lên thôi là nó sẽ tự uh, nổ được cây máy anh em nhé đó này, rất là nhẹ nhàng và hợp lý luôn anh em là nhu cầu về sử dụng ít răm bữa nửa tháng hoặc là các đôi khi cả tháng mới bỏ ra sử dụng một lần cần một chiếc máy cưa thay vì anh em lựa chọn mấy con máy cưa điện nhé trên thị trường thì con này nó khá là hợp lý cho anh em luôn phụ tùng thay thế rất là nhiều anh em nha, không cần phải lo. đó. con A2 là một con máy cưa xích thương hiệu Tananka hàng này thì nó là hàng của Nhật bãi này anh em. hàng của Nhật bãi nha máy cưa mini cho anh em nào mà nhu cầu sử dụng gia đình hoặc là cắt tỉa cành tỉa nhánh cần một chiếc máy cưa mà có thể cầm nắm được một tay hoặc là anh em nào mà hay leo trèo trên cao leo trèo trên thang hoặc là trên cây trên cao để cắt cành tỉa nhánh nha, anh em nhé thì con này thì nó khá là bền bỉ cho anh em luôn riêng về nói về cái độ bền ạ thì những cái dòng tay cụt của nhật bãi anh em nhá thì con này thì em đứng gọi là xếp top một cho anh em luôn đấy tại sao em nói lại bền bởi vì ạ đến nữa hỏng hóc con này thì phụ tùng rất là nhiều cho anh em không cần phải lan tan nhá dòng này nó là cực kỳ ưa chuộng này đó làm con này thì nó là mặt cắt là được 35 cm anh em nhá. 35 cm phần mặt cắt. Sử dụng là xài xích mini bán trên thị trường cực kỳ nhiều. Có núm sang phụ đầy đủ hết cho anh em này và dòng này thì nó xài khá là ngon luôn. Đó, anh em yên tâm cái là nó phụ tùng đến nữa sửa nó nhiều đấy với lại à, là cái dòng này thì nó là dòng nồi đồng cối đá cho anh em luôn rồi đó xài con này cực kỳ ngon nha đây tem mát hầu như là còn chuẩn chỉ hết nguyên này anh em thấy không giá một củ chín anh em nhé hàng này thì hàng Tananka hàng của nhật nha anh em nha hàng của nhật bãi đấy ạ đó máy óc tình trạng đẹp không em nào mà với cái tình trạng ấy mà gọi như là về cắt cành để nhánh cắt những khung gỗ bằng bắp tay bắp chân bắp đùi hoặc là bằng cái phích nước đổ lại nhá mà cầm một chiếc máy cưa xích mini cực kỳ nhỏ gọn thì con này rất là phù hợp cho anh em nhá anh em là thích nhỏ nhẹ đấy hoặc anh em nào mà lớn tuổi rồi nhá thì muốn một chiếc máy cưa xích nhỏ gọn để cho anh em về phục vụ sử dụng gia đình hoặc là cắt tỉa cành thì nhánh anh em là làm tỉa cây cảnh nha anh em nhá thì con này cực kỳ bền cho anh em luôn riêng hàng nhật thì không cần phải lan tan rồi rồi qua con a 3 là một con máy cưa hệ mini tiếp con này thì công suất của nó cũng nhỏ nhỏ thôi cho anh em sử dụng gia đình nhưng mà là nó được thiết kế là kiểu dạng tay dài cái dòng này thì nó chuyên để cho anh em ở dưới, đứng ở dưới đất để cắt cắt những khu bằng bắp tay bắp chân bắp đùi hoặc bằng cái phích nước đổ lại nhá thì con này thì nó rất là phù hợp này nhưng mà con này thì nó được cầm nắm được hai tay đấy một tay nắm ở đây một tay nắm ở đây để bóp ga thì nó nhẹ nhàng hơn cho anh em thương hiệu makita cái thương hiệu này thì nó là hàng cực kỳ bền rồi và nổi tiếng rồi đúng không anh em anh em nào mà sử dụng nhà, máy khoan máy hàn máy mài máy cắt đồ linh tinh nhé còn không còn xa lạ vì thương hiệu này nữa rồi giá một triệu chín năm mươi nhé công suất con này là 30 cc này về phù hợp cho anh em cắt những khu gỗ đường kính khoảng tầm 15 đến 20 cm đổ lại đấy có núm vuông xong phụ đầy đủ nha lam con này thì nó là 35 cm phần mặt cắt còn lại là 30 sử dụng là xài xích mini này máy móc hàng của nhật Bã anh em nhé Đây, toàn là chữ nhật thôi anh em thấy không? Đó, mã số ký hiệu của nó đây 005853 Đấy cái này thì em đọc ở trên này thôi nhá, nhưng mà anh em đặt hàng thì anh em đừng đọc cái mã này cho em nha. Đọc cái mã này thì em không trách ra được đâu ạ, anh em chỉ bảo là anh muốn mua cái con A3 là được. Đấy, con này đặc biệt sử dụng hai ốc chân lam này bạn trực tiếp bằng khóa 10 này. Đây phần mặt tiền bô của nó đây. Đó, tình trạng con này thì hết chê rồi, nhìn cũng cực kỳ đẹp và sáng sủa đấy anh em. Đấy, 1 triệu 950 nha, con này thì về cho anh em cắt gỗ đường kính khoảng tầm 15 đến 20 cm đổ lại nha hoặc là anh em nào mà làm củi nấu rượu đối linh tinh đấy ạ máy móc tình trạng đẹp liền mạch không phải lăn tan gì cả rồi qua con A4 là một con máy cưa xích con này thì công suất lớn hơn con A3 một tí xíu nha công suất lớn hơn con A3 một tí xíu nhưng mà con này thì nó không phải thương hiệu của Makita mà thương hiệu này của Tananka đấy Tananka này anh em đây made in Japan nhá chuẩn 100 anh em nhá anh em không cần phải chê gì rồi đó công suất của con này thì nó lớn hơn một tí xíu nhưng mà giá thành thì bán vẫn vậy 1 triệu 950 bán cực kỳ rẻ cho anh em luôn nhưng con này thì cửa hàng nhiều cửa hàng khác đang bán tầm khoảng 2 triệu đến 2 triệu một. Đó Làm con này thì 3, 40cm Phần mặt cắt còn lại là 35 Sử dụng là xe xích mini bán trên thị trường cực kỳ nhiều Không cần phải lo rồi Đấy có núm bước song phu này Thương hiệu tan Hàng này thì phụ tùng thay thế nhiều Không cần phải lăn tan này Sử dụng một ốc chân lam Vạn một khóa 10 Đó Có tăng giảm xích đầy đủ hết cho anh em này Đó, Con này thì về phù hợp cho anh em cắt Nhưng không có đường kính khoảng tầm 20 đến 25cm đổ lại anh em nha đó Hàng của Nhật Bãi đây Anh em lấy con này thì về sử dụng cắt tỉa cành thì nhánh Hoặc là anh em nào mà cắt củ nấu rượu đồ linh tinh Sử dụng ít năm bữa nửa tháng bỏ sử dụng một lần Kéo cái le ra cả Để giật cho nó lên xăng cái nhá Đó Đóng cái le vào 950 cho con này anh em nhé Đó cho anh em về phục vụ sử dụng gia đình Rồi đây là những cái con máy cưa mà anh em nào mà sử dụng ít Đấy thì anh em lựa chọn những con máy như thế này Còn nếu mà anh em nào mà về với tần suất sử dụng nhiều nhá, Đó tần suất sử dụng nhiều gia đình nhưng mà sử dụng nhiều Thì anh em lựa cho các em mấy con hàng bên trên này Rồi đầu tiên là con A5 Đây bắt đầu từ con này để cho anh em sử dụng nhiều này Một con máy hàng Makita lại là thương hiệu Makita tiếp thương hiệu này thì nó là cực kỳ nổi tiếng rồi và nó có uy tín hàng đầu rồi đúng không anh em đó con này giá bán 2 triệu 150 nhiều chỗ khác đang bán tầm khoảng 2 triệu 2 đến 2 triệu 3 bán con này bán cực kỳ rẻ cho anh em luôn có chụp giá trợ lực này có núm xong phụ này thắng xích khóa xích sử dụng đầy đủ này 10 e33 một cái thương hiệu mà Makita 10 e33 và cái dòng này nó là dòng đế mới anh em nhé anh em rất ưa chuộng về dòng này đây con này thì sử dụng là lam 40 cm phần mặt cắt còn lại là 35 cm đây, làm thì chưa hề có biểu hiện tòe à đầu hay là móp méo gì cả, chỉ bị chóc sơn ở chỗ này một tí xíu thôi. Đấy, không ảnh hưởng gì cả anh em nhé Có tăng giảm trực tiếp trên phần thân lam Để xích sử dụng là xây xích chung 91. Đấy, xích 26 mắt anh em nhé Đó. Đây, tình trạng máy đây, có chụp giật trợ lực đầy đủ hết cho anh em rồi thì không phải lan tan. Con này cho anh em về phục vụ sử dụng gia đình cắt những khúc gỗ đường kính khoảng tầm 20 đến 25 cm đổ lại. Anh em là một cầm một chiếc máy cưa mà nhiều chức năng như chụp giật trợ lực đối linh tinh đấy ạ thì con này là nhỏ nhá. Được không? Đó rất là ngon lành. Ok giờ ở đây này cái chụp giật trợ lực ấy thì nó thiết kế cho anh em giật rất là nhẹ nhàng anh em kéo lên thôi thấy không kéo lên thôi không cần phải dùng sức không cần phải dùng sức nhá cái dòng cứ chụp giật trợ lực ấy thì nó là sử dụng hai lò xo nên là anh em không cần phải dùng sức và cái chụp giật trợ lực ấy, nó thì nó cực kỳ bền luôn đấy, thấy không kéo là nó sẽ nổ đấy một con máy cưa mang thương hiệu Makita hàng của Nhật bãi anh em nhé rồi qua con A6 là một con máy cưa mang thương hiệu Echo Kyrit -E 3201. Dòng này thì nó là để nâng cấp của dòng 3002 anh em nhé. Như con này có tích hợp chụp giật trợ lực này. Đấy, thắng xích khóa xích sử dụng đầy đủ này và có núm bơm xăng phụ ở đây nữa để giúp cho lên sang nhanh thay vì nó không có núm bơm xăng phụ này thì phải kéo le ra thì nó giật nổ nó sẽ, sẽ lâu lâu hơn anh em nhé. Đây made in này, hàng chuẩn của Nhật đấy anh em. Có tích hợp chụp giật trợ lực nha, máy móc tình trạng đẹp. Con này thì hết chê rồi. Đây, Lam còn chữ Echo luôn anh em nhé Con này thì lam 40cm Phần mặt cắt còn lại là 35 Công suất 34cc Sử dụng hai ốc chân lam về Con này thì nó là hệ máy cưa nóng đứng này Sử dụng hai ốc chân lam này Đấy Về phù hợp cho anh em cắt cái gỗ đường kính khoảng tầm 25-30cm đến đổ lại anh em nhé Với cái tần suất sử dụng nhiều Đó Nói chung là Đôi khi mà có thể làm liên tục Trong khi mấy ngày liên tục Hoặc là có thể làm liên tục trong một ngày một tuần luôn thì con này thì nó mới đáp ứng đủ nhu cầu được anh em nhé Giá bán 2 triệu 6 <laughs> Ok cho yeah, anh em 2 triệu 6 cho con A6 anh em nha Đó, Qua con A7 là một con máy cưa xích Cũng là thương hiệu Echo Curit Nhưng mà con này thì công suất lớn hơn con A6 Công suất lớn hơn con A6 anh em nhé Con này thì 3 ngàn 3 ngàn rưỡi Gọi là 355 đấy ạ Đấy ở, ở, Chúng em thì hay gọi là 3 ngàn rưỡi Cũng có tích hợp chủ giật trợ lực Giống như con A6 luôn anh em nhé Giá bán con này thì chênh nhau 200 ngàn Con này là 3, 2 triệu 8 2 triệu 8 Nhưng mà con này thì công suất to hơn Công suất của con này là 36cc còn cái con A6 công suất 34cc Con này đặc biệt tích hợp là lam đầu Latin luôn anh em nhé Chứ không phải lam bánh xe nữa rồi Đây sử dụng là xài xích mini Đấy lam con này thì nó là 40cm Phần mặt cắt còn lại là 35 nha anh em nhé Có hai ốc chân lam bạn trực tiếp bậc khóa 13 này Hàng này thì nó là hàng công suất lớn cho anh em Về cắt những gỗ anh em muốn khỏe đấy ạ Thì lấy con này thì về cắt gỗ đường kính khoảng tầm 30cm đổ lại nhá Cân nặng của con này thì nó tầm khoảng cả lam xích đầy đủ với nó tầm khoảng 5kg 5 kg gì đó anh em còn cái con này thì tầm hơn 5 kg 5 kg 5 kg rưỡi gì đấy còn con này thì nó tầm khoảng 4 kg rưỡi đến 5 kg anh em nhé <laughs> anh em Đấy. Rồi và qua con A8 này là một con máy cưa xin đai qua xin qua 352 giá bán 2 ,9 triệu 9 anh em nhá phải tình trạng máy móc đẹp Đó, hàng này thì nó là hàng siêu cấp vip pro anh em ở dưới ngàn miền tây sông nước ấy, thì sử dụng rất là máy rất là nhiều bởi vì cái dòng này ạ nó cực kỳ bền cho anh em luôn nó tích hợp cho anh em lốc hợp kim nhôm này Đấy, lốc hợp kim nhôm này đây tem mát của nó là dập lốc đầy đủ nhá xin qua này made in japan này anh em anh em thấy chưa con này thì làm dài nha làm 45 cm luôn anh em xích sử dụng xích mini đó hai 9 chín cho con này về cho anh em về phù hợp cắt những gỗ đường kính khoảng tầm 30 đến 35 cm đổ lại nhá sử dụng hai ốc chân lam này và vòng tua con này là vòng tua mở nó là vòng tua mở nên là nó sử dụng hai lá bạc to nó sử dụng vòng tua mở nên là nghe tiếng máy ấy, tí nó sẽ nổi cho anh em nghe nghe tiếng máy nó cực kỳ rét luôn và cực kỳ bốc cho anh em nhé nên là các anh em dưới cả miền tây rất thích xài dòng này luôn và dòng này nó cực kỳ bền cho anh em đó, hàng cực kỳ bền nhá. Giá 2 triệu 9. Đó. Đổi. lên ca, lên ca cho anh em nghe nhá. Thấy không? Để không? Quá ok là còn gì nữa Đó, xin đây qua 352 Vâng, và cuối cùng là một con máy cưa STIN MS170 Hàng đẹp xuất sắc cho anh em luôn Đó, đẹp Nhưng mà giá bán vẫn như thế Đó, hàng tuyển lựa nha Nhìn anh em nhìn này, nhăm, nhìn này sổ như con này thì nó là hàng trăm năm mới có một cây như thế này nha anh em nhé đó lam con này thì nó là lam 35 cm phần mặt cắt còn lại là 30 mươi nha đây phần bô của nó đây hàng cho anh em sử dụng gia đình có tích hợp chụp giật trợ lực con này là dòng 170 c hàng trăm năm mới có một cây đây quá đẹp đúng không anh em đấy ba củ 350 anh em nhá bao ship cho anh em tới tận nhà sử dụng hai ốc chân lam bằng trực tiếp bằng khóa 13 này đấy thấy không thắng xích khóa xích sử dụng đầy đủ hết nha đây, phần ốc ác này cho anh em nhìn này Hàng này hàng quá đẹp cho anh em luôn đấy ạ Giá bán cửa hàng chúng em đang bán cực kỳ rẻ cho anh em luôn Những con này cửa hàng khác đang bán tầm khoảng 3 triệu rưỡi Đấy, nhưng mà cửa hàng chúng em bán vẫn là máy đẹp Nhưng mà bán bằng giá máy cũ Đó, máy xấu ok cho anh em đấy con này thì nó là phù hợp cho anh em thì sử dụng gia đình nha con này thì công suất của con này là 32 cc đường kính xe bít tông là 37 mươi mm. đó nhưng mà dòng này thì nó là hàng Estin hàng của đức anh em nhé nên là hàng cực kỳ chất đây anh em anh em đã am hiểu cái dòng này thì không còn xa lạ về nó rồi đúng không anh em dòng này thì nó là hàng cực kỳ chất rồi chất lượng rồi vâng và vừa rồi cả hai chúng em đã giới thiệu cho anh em mười 10... chín à, con máy cơ xích anh em ưng mẫu nào thì đọc cho em cái mã nha anh em nhé và cả chúng em sẽ đóng hàng gửi đi cho anh em tới tận nhà, không bắt anh em phải cọc trước. Xin chào toàn thể anh em.